Du lịch kỳ thú đã quay trở lại để khám phá những vùng đất mới, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp cuốn hút, những nét văn hóa thú vị và đặc sắc, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn và đầy màu sắc, gặp gỡ những con người thân thiện và hiếu khách, lần đầu trải nghiệm những thử thách mới lạ, độc đáo và những ấn tượng khó quên. Hãy sẵn sàng và chuẩn bị lên đường cùng chuyến du lịch kỳ thú với Winner và Việt Thị để khám phá tỉnh Akita xinh đẹp và đầy lòng mến khách này. Akita thuộc vùng Tohoku, nằm ở phía bắc Nhật Bản. Akita có diện tích đứng thứ 6 Nhật Bản với 979.765 dân sinh sống. Akita có nhiều cảnh quan đẹp, các lễ hội văn hóa đặc sắc và các món ăn ngon. Ngoài ra Akita còn nổi tiếng về loài chó Akita. Hãy cùng du lịch kỳ thú khám phá và trải nghiệm Akita. Khán giả đã đến với chương trình du lịch kỳ thú. Yeah, và ngày hôm nay Winner và Việt Thy sẽ được đi chơi. Đó chính là công viên Deer Garden, là vườn gấu. Khi mà bước vào tới cổng rồi đó, thấy hai con gấu đứng hai bên rồi. Đây. Đây hai con chó mà. Hai con gấu mà. Con gấu nào móng nó dài như này? Anh sao vậy? Con gấu nào nó dài? Anh không phân biệt được à? Hả? Con chó. Anh không phân biệt. Đây là vườn gì? Đây là vườn công viên gấu. Đúng, đó là gấu. Thì hai bên đó là gấu. Không, nhưng mà chó nó canh cửa. Anh cứ cãi em. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong đi vào để coi là ngày hôm nay chuyến đi tham quan công viên gấu của Winner và Việt Thy như thế nào nhé. Yeah. Peace. Dạ anh ạ, tụi em hiện tại là đang đến từ chương trình du lịch kỳ thú. Thì do là đây là lần đầu tiên tụi em đến với công viên này, thì không biết là mong anh có thể hướng dẫn cho tụi em được không ạ? じゃあ私が案内しますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの月のワグマと、ヒグマというクマが2種類こちらにいますので一緒に見ていきましょう。はい、行きましょう。ではこちらから行きます。Công viên gấu Kuma Kuma bắt đầu hoạt động từ năm 1990. Công viên gấu được mở cửa từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 11. Những tháng còn lại, công viên sẽ đóng cửa vì gấu ngủ đông. Khi đến đây tham quan, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động tương tác với gấu và cho chúng ăn. Những chú gấu ở đây rất giỏi làm nũng. Chắc chắn bạn sẽ không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của các chú gấu ở đây. ここからあのクマのコーナーになります。こっちにいるのが、月のワグマ、アジアンブラックベアですね。どうして彼らが月のワグマと呼ばれるか今 お教えします。あ、はい、とクマさんのここの胸のところに月の白い月の模様があります。あ、それをあの月のワグマという名前の由来になっています。あ、trên cái phần này nó có cái phần kiểu hình mặt trăng, kiểu bao công. Thì thú mặt trăng. Các bạn nhìn thấy. Wow, hey. Ôi. Ui, dưới kia cũng có. Ui, nhiều quá. Hey. Trên cái lỗ tai của nó có đeo cái gì vậy? Ano, mimi no maku wa Kuma-san no nakuda desu. Ui, là mỗi con có tên. Ui, ui. この餌が見せると餌を欲しがってアピールをします。ああ、どうぞ上げてみてください。はい、クマさんが直接口のところに投げてやると。おいおい、あ、ném gì á? Em ném còn giỏi hơn anh á. Đây, cái này nó là gì vậy? Nó là bánh hay là cái gì nghiền ra thì như thế nào? これは合成飼料で、トウモロコシや小麦粉やあと魚粉ですね、魚の粉を混ぜて作ったもので、専用 の, あの栄養のある餌になってます。何もなんか面白いのゲーム。ではないですけどもお腹を壊すと思います。この中に特別なクマが2頭います。1頭が
この胸の月のマークがないクマです。特別なクマだと地元で言われています。でもう一頭が小さい時に大怪我をしてきてここに保護されたクマがいまして、そのクマは片腕がないクマですね。cái giống gấu mà loài bán nguyệt này nó có dữ không anh? Cuma là, ここの中にいる分には怖くないですけども、やっぱり自然の中で出会うととてもとても怖いです。で、あまり触れないですね、大きくなると。子熊のうちは触ることができる。あ、おいおいおいおい。Tại sao cô đó chưa được lên đó vậy? À, hình như bên đây cũng là gấu bán nguyệt nhưng mà nó là con đực đúng không anh? はい、その通りです。オスです。Ủa sao cái chuồng của các con cái nó bé hơn cả các chuồng của con trai vậy? Nhờ. Ủa nhưng mà lông nó cũng màu nâu kìa. あれはちょっとお年寄りになってきて、だんだんと毛の感じが茶色っぽく色が抜けてきた感じですかね。お年寄りのクマです。全部がそうなるとは限りませんけども、毛の質がだんだん変化していきますよ。Vậy là nó sống chung với nhau như thế này thì có bao giờ kiểu gây ra đánh nhau, đánh lộn các thứ không ạ? そうですね、喧嘩らしい喧嘩はないんですけども、ちょっとしたじゃれ合いも見慣れない人には喧嘩に見えてしまうこともあります。それだけ激しい遊びをします。Dạy giỏi với nhau á, em anh cũng hay dạy giỏi nhau. Khi mà các con gấu nó đã đủ tuổi rồi thì mình cho ở chung với nhau thì là ở trong này hay là ở chỗ nào khác nữa? Cô bi, 子供を作るためには交尾をさせるのはこの中で行います。男の子と女の子が一時的に一緒になる時期があって、その時に交尾をして子供ができます。終わればまた元に戻します。ああ、em hiểu rồi. Con này hình như không thích cái giống cái chê chê. Không, nó thích mà bởi vậy nó chè lên, nó không lên nó tắm lắm. Hey hey Vy Thi, hey hey hey. Yeah, yeah, yeah. Đây này ơi. Anh ơi, bây giờ anh có thể dẫn tụi em đi tìm hiểu con gấu tiếp theo được không? Hey, じゃあ次のところに行きましょう。次はヒグマさんを見てみましょう。Hello, hi. Hi. Ôi sao nó to thế? Ui, nó to. Wow. Ui, to thật đấy. Nó đi bốn chân mà kiểu đã cao ấy, mà kiểu đứng dậy không biết còn. このクマがここで一番体の大きいタロというクマです。カモ。持ってきてみました。穴に入れてあげることができますので入れてみてください。あーラミンセルこれなんかいいやーいやーにんにんまあのじゃあもうねでもなっ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  Em thắc mắc là cái lúc mà mình vận chuyển con gấu này để vào chuồng, để đến cái công viên này và vào chuồng này thì mình làm cách nào? Tại vì nó rất là to. ですね、この太郎くんは実は別のクマの牧場、クマ牧場という施設で育てられていました。で、そこの施設で事故が起こってしまって、もうその施設ではクマを全部、殺してしまうしかないという状況になった時に、いろいろなところですねから協力を経て、うちのクマクマ園で見受けしますというか預かることになりました。そういうクマが、ヒグマで全部で16頭、それからツキノワグマで2頭ほどいます。những cái con gấu trong công viên ấy thì nó có bị thường hay bị cái mầm bệnh gì không mà mình phải kiểu tiêm trích cho nó普段からスタッフが体調をよく見ているので大きな病気とかは今までもないです。で病気もしないように毎日きれいに洗っているので予防にはとても気を使っています。大体20歳くらいなんですけども、ちょっと詳しいところまでは何歳かまでは詳しくは分かりません。hơn anh 2 tuổi. Sao nó lớn nhờ? Vậy anh hay người ta chỉ lớn hơn anh 2 tuổi thôi mà anh nhìn hơn anh đi, rồi anh nhìn hơn người ta đi. Đấy là gấu ta chứ không phải người ta. Vậy anh ơi,
hoạt động một ngày của con gấu là nó chỉ ăn nằm ngủ vậy thôi ạ, nó có còn làm gì khác không ạ? そうですね、あの食べることお昼ご飯の時間とそれから外で運動する時間、そしてあのお部屋で休む時間の大体3つに分かれます。Khi mà nó tập thể dục là nó tự tập hay là mình sẽ điều động cho nó tập như thế nào?運動というのはこちらの外に出てきて、そしてあの自由に遊ぶところが運動になります。ああ、でもだからじゃあ giảm mỡ anh cũng nên cắt tiếp nha mọi người。から冬になるとあの特別なんですけども、あのここは雪が3メートルくらい積もります。そして冬になるとクマさんはあの1日中寝て過ごします。2ヶ月から3ヶ月くらいですね。それをあの冬眠と言います。Trước khi mà nó ngủ đông mà nó phải ăn được nhiều đúng không ạ? そうですね。秋にご飯がある時にいっぱい食べてとても大きくなります。Trong công viên tổng cộng hết cả gấu bán nguyệt, cả gấu nâu và tất cả những con gấu khác thì tổng cộng có bao nhiêu con? 月のワグマが48頭、それからヒグマが17頭います。OK, bây giờ mình chơi game đi anh, mình giao lưu với fan đi. OK. Tổng cộng trong công viên Kuma Kuma có bao nhiêu chú gấu?Hồi nãy là tụi mình có nói rồi nha, bây giờ mọi người hãy cố gắng tua lại đằng sau và coi là có bao nhiêu chú gấu nâu và có bao nhiêu chú gấu bán nguyệt. Cái này là... Để mình có thể trả lời câu hỏi này nha. Cố lên nha, bạn nào trả lời được chắc chắn sẽ được nhận một phần quà mà do chính tay Winner và Việt Thi mua từ Nhật về. Cho nên là trời ơi, món quà rất là hấp dẫn đó, cho nên là nhớ trả lời đúng nha. Em cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã giúp cho tụi em tìm hiểu thêm về công viên Kuma Kuma cũng như là tìm hiểu thêm về những cái giống gấu như là gấu nâu và gấu bán nguyệt. Em cảm ơn anh.Hãy đưa cho tôi bài mặt. Hãy đưa cho tôi bài mặt. Vậy là chúng ta đã có một cuộc hành trình trong công viên gấu rồi. Và tiếp theo chúng ta hãy đến những hành trình tiếp theo để khám phá xem có những điều gì hay ho nữa nha. Yeah. Let's go. Chúng ta đã di chuyển được 70 cây số từ thành phố Kita Akita qua đến thành phố Odate. Trước khi chúng ta trải nghiệm những hoạt động tiếp theo, chúng ta sẽ dừng chân ở nhà hàng Hinaya. Hôm nay Việt Thi và anh Winner sẽ thử một cái món mà đó là kiểu bắt buộc đi đến Nhật Bản là mình phải ăn cái món này. Đó chính là món Hinaichi Dori Oyakodon. Đó, thì mình sẽ ăn trong cái nhà hàng này. Nhà hàng Akita Hinaya là nhà hàng nổi tiếng được biết đến với món cơm gà Oyakodon được làm từ thịt và trứng gà Hinaichi. Gà Hinaidori được nuôi tự do trong trang trại của Akita với chế độ ăn uống cân bằng và đầy chất dinh dưỡng, được biết đến là một trong ba loại gà ngon nhất tại Nhật Bản. Việt Thi cũng không quên tìm hiểu đây chính là món gà mà đứng top 3 Nhật Bản, là đứng thứ 3 là món gà ngon nhất Nhật Bản luôn. Ok, mình thử nha. Đó. Ok. Và Việt Thi đã vừa có gà vừa có cơm vừa có trứng. Itadakimasu. Itadakimasu. Hai. Cái vị nó cái trứng ấy, nó vừa nó kiểu chín chín sống sống nên là ăn vào rất là ngọt béo, ăn cơm thì dẻo. Gà rất là săn và chắc, cho dù là có nấu ra nó cũng không có bị rã. Hình như là trong này người ta còn có bỏ thêm một cái loại nước sốt này nữa ấy. Như kiểu là nước tương của bên mình, nhưng mà không biết bên này người ta gọi là nước gì. Trời, thấy gì chưa? Vậy là Việt Thi và Winner đã ăn sạch banh hết, không có một cái gì cả. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp vậy? Tiếp theo, những ngày qua thì chúng ta đã nghe nhắc rất là nhiều về chó Akita mà tụi mình vẫn chưa thấy được con chó đó như thế nào. Và bây giờ một giây phút tất tần tật mọi thứ với chó Akita sẽ ùa về. Chúng ta sẽ đi đến hội quán chó Akita. Gặp chó. Đúng rồi. Ở đây mình sẽ được sờ nè, sẽ được nựng nè, sẽ được vuốt ghế nè. Không, mà em đi một mình được không? Tại sao? Anh sợ chó, anh biết mà. Ủa nhưng mà em tưởng anh nói là mấy con chó mà kiểu đáng yêu dễ thương, anh không sợ? Nhỡ nó không dễ thương thì sao? Thế Việt Thi nghĩ anh vừa đến một phát nó cặm anh một cái hay sao? Anh đừng có suy nghĩ như suy nghĩ đó, em sẽ cặm anh trước đó. Trời ơi. Winner và
Việt Thi đã di chuyển qua hội quán lưu trữ chó Akita. Đi vào trong ha. Go. Hội quán lưu trữ chó Akita nằm ở thành phố Odate, tỉnh Akita. Hội quán này được xây dựng và quản lý bởi Hội Bảo tồn giống chó Akita Inu. Khi đến đây, du khách sẽ hiểu thêm về lịch sử, nguồn gốc và các hiện vật liên quan đến giống chó này. Ôi. Nhưng mà nhìn con này sao nó buồn quá nhở? Chắc nhìn là... nó buồn lắm ý. Chắc là nhớ người yêu quá. Anh sao? Bình tĩnh. Anh sao vậy? Có gì đâu mà sợ. Đây là chó gì á? Anh sao vậy? Ê, cẩn thận, anh sợ nó sổ ra một phát đi. Nó tên gì vậy? Subaru. 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 Con này là chó được 7 tháng. Đã sinh được 7 tháng rồi. Mà sao nó bự vậy? Thế á, anh tưởng chó nó bé đó mà. Nhưng mà không, nhưng mà cái con Akita này rất là bự. Hồi nãy em cũng nghĩ là nó bé. Nhưng mà sao con này mới 7 tháng mà nó bự vậy? Nó bự. Wow. Ở đây thì cái ở đây con này, cái rào con này nhìn đáng yêu hơn này. Đang Akita này hiện tại đang 8 tuổi, tên là Yuki. Hello. Này giống cái này, Yuki giống, giống đực nè em con. Chào. Đây là bác Sasaki san. Đây là bác là viện trưởng ở cái hội quán này. Dạ, con cho bác về những cái câu chuyện của cho Akita được không ạ? Được. Đây. Đi thằng 要するに秋田犬で、海外へ渡った第1号と言われてるんですよ。で、1頭目はすぐ病気で亡くなってるんですけど、で、またすぐその後、1頭目を減塩切られ、失踪しております。秋田犬保存会としてですね。これ古くは古くはっていうか、最近はプーチン大統領にいた夢って、これもここから言ってます。あと、先ほど選手、これから言ってる、勝ですね。 À, vậy con biết là chẳng hạn như hồi đó làm sao mà người ta kiếm được giống chó này vậy? そうですね。古くはもう日本でいう奈良時代の頃からの秋田犬がこの辺に到着してあったと言われております。で、当初は猟犬ですね、マタギ犬、それとして使われてあったということで。 まあその後だいぶ戦国時代という戦争のとかございまして、物騒な世の中になりまして、番犬として使われるようになったと。でまたその後は徳川時代に入ってからは猟犬ですね、犬と戦うようになったとして、飼われてあったと。でその後 猟犬が統計が禁止されまして、で今に至っているということですね。でだいぶ統計にするときには他の犬種と混ぜ合わせまして、こう体格を大きくしようということがありまして、でそれを今また元に返そうということで、まあ現在に至っているというような状況です。 こちらが統計時代の写真ですね。 như là ngày xưa tất cả các chú chó Akita xông vào cấu xé lẫn nhau để giành cái vị trí mạnh nhất. 当時は大名とか、そういった侍さんのですね、上の人たちがそれぞれこう競い合うようにこういった統計をやらせた。 À, con muốn hỏi về lịch sử của chó Hachiko là thì ông có thể kể cho con nghe về câu chuyện của chó Hachiko đúng không? Hãy, xin lỗi em ạ. Đây là chú kiến Hachiko の panel nan desu kedomo. Ma ano chisai koro Hachiko ga desu ne, chisai koro Ueno Eizaburo hakase to Tokyo Nodai no kyouju datta hito desu kedomo, sono kata ni murawarete itta to. いうことで、その後、
電車で、通ってた上野博士を、朝晩渋谷駅まで自宅から送り迎えしたということで、その後上野博士が病気で亡くなるわけですけども、それから亡くなっても10年間ずっとその渋谷駅まで迎えに行ったという、はい、そのストーリーですね。Đúng rồi, xúc động quá, tại vì kiểu như là hôm nay cả mình thôi, mình là con người, mình không bao giờ mà có kiểu đợi chờ ai được lâu như thế. Thật sự là con chó này nó rất là trung thành luôn ấy. Tuổi đời của một loài chó Akita là khoảng tầm bao nhiêu? 10 ngày thì là tầm 10 năm. Nó lẹ, nó đợi từ nhỏ luôn. Đúng rồi, nó đợi từ nhỏ. Tụi con cảm ơn bác rất nhiều vì ngày hôm nay đã cho tụi con biết về loài chó này. Dạ. Và hiện tại tụi mình đang đứng ở chỗ đó là cái nơi mà chó Hachiko đã chờ chủ của mình. Đúng rồi. Cho nên là người ta làm thế nhiều kiểu. Tự nhớ đây cũng là một cái điểm đặc trưng của chỗ này. Khi mà các bạn đi vào trong này thì các bạn sẽ có thể nhìn được cái mô hình nhà ga Shibuya ngày xưa. Và ở bên đây chúng ta có thể thấy một bức tượng mà ở đây người ta dựng lên để tưởng niệm đến chú chó Hachiko đã đứng chờ chủ rất là trung thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong thôi. Let's go. Trung tâm tham quan chó Akita được thiết kế theo phong cách của ga Shibuya. Bên trong trung tâm có bảo tàng chó Akita và góc quà lưu niệm, cũng như phòng triển lãm chó Akita, nơi du khách có thể nhìn thấy những chú chó Akita thực thụ. Không biết là địa điểm tiếp theo của tụi mình sẽ là ở đâu ha? Go! Sau khi đã tìm hiểu và tham quan chó Akita, Việt Thi và Winner đã vào trong khu vực suối nước nóng Furusawa để được chơi đùa cùng các chú chó Akita sau bao ngày trong ngóng. Lại đây, em nắm tay anh để vô. Thôi. Em, tay em nè. Đây, ngồi xuống. Không sao, ngồi xuống. Em nắm tay anh mà, không sao. Ngồi xuống. Không sao. Nó cắn thì nó cắn em nè. Nè, xem bàn tay ra. Đúng rồi. Nó rất là dễ thương mà, nó đâu có cắn đâu. Đấy. Chừng nào mà nó đó, thấy chưa? Cho nên là hãy thân thiện với nó đi. Đấy. Ôi, dễ thương quá. Nè. Ngồi xuống. Bình thường. Nè, anh hãy để một tâm thế rất là thoải mái. Hai. Đúng rồi. Bình thường anh chơi với em sao giờ anh chơi với nó vậy? Sao em lại đi so sánh em với con chó? Tại vì em thấy nó dễ thương. Đúng rồi. Nè. Không sao, không sao. Nè, quên nó tự đụng xem. Không. Nào, đừng có sợ. Bình thường. Đúng rồi. Dễ thương quá. Đây nè, ở bên đây có giới thiệu nè. Hello everyone, chào mọi người, mình là Haru. Mình là con chó cái. Mình là Akita chó cái. Mình rất là ngại. Và mình có một cái điều kiện là nếu như mà ai mà muốn chơi với mình á, hoặc là muốn chụp hình với mình á, thì hãy nói với lại cô chủ của mình nha. Nói lại cô chủ của mình đó. Thì đúng như theo điều luật của Haru nói thì tụi mình sẽ phải vào để xin cô chủ, để xin phép cô chủ là mình được dẫn nó đi chơi. Mình được dẫn nó đi chơi cũng như là mình sẽ được chơi với nó. Anh rất là sợ à? Ok, vào đây. Anh nghĩ là mình chỉ cần biết thông tin thôi. Dạ, con chào cô. Konnichiwa. Cô có thể cho con xin phép là dẫn hai em này mình đi dạo một vòng được không ạ? Hai, daijoubu desu. Arigatou gozaimasu. Sao đi thôi. Con hỏi tên của hai con chó này tên gì ạ? Hai, atama no ushiro ga sankakkei ni shiroi no ga mama de haru. Haru. De, こっち ga haru no kodomo de hana. Chó. Con này là con mẹ, còn con này là con. Sao hai nó bằng nhau vậy? Trời. Đứng chờ kìa. Nó vậy là con mẹ được bao nhiêu tuổi và con được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hai, okasan wa 2 sai.
で、1歳の時に出産したのでこの子は1歳です。中間目ở đây rồi, con bố ở đâu? お父さんはびっくりした、ダメ、はるちゃん。お父さんは青森県の隣の青森県にいて、秋田犬の立派な大会で賞を取ってる大きいワンちゃん、そちらにお願いをして結婚をしましたので、お父さんは離れて暮らしてます。Cô hình như con nghe nói là nếu như mà mình càng sợ nó thì nó sẽ càng kiểu tấn công mà đúng không ạ? À, なるほど。ワンちゃんは近くに寄ってもう怖い怖い、あー怖い怖いってやるほど犬の方が上になっちゃうので、この人は弱い人だろうなって、私の方が強いんだってなっちゃうので、逆にね、堂々としてワンちゃんに近づいていって、こうやって私は大丈夫ですよって匂いを嗅がせてあげるととても懐きます。はい。逆にね、はーってやるとね、犬がね、わーってやっちゃうんですよ。ちょ、あんたがおもんかい、ちょい。あら、はな、はな、はな、はな、はな。まあ、có bao giờ có cái tai nạn hi hữu nào mà nó đi cắn người chưa, cô? ね、噛むというか、こう、やっぱり脅かしをかけるわけではないけども、この人はどういう人なのかなってわからない人。あと、うわーってこうしつこく、すごく静かに眠ってたい時にしつこく、ああかわいい、ああかわいいってやるとうわーって言っちゃったりするので、やっぱりワンちゃんも休んでたい時と遊んでたい時があります。なのでちょっとね違うんです。はねちゃんダメよ。おーごめん、ほら、お客様でもお座りしますよ。お客様もおやつ持っておさりって言うとシュッてやります。あー、これはうまいね、ちゅうこれはうまいの。あ、OK、 行きますか、向こうに行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。これこれこれ、レッツゴーだよ。さあ、行くよ、おやつじゃなくて行くよ、散歩。リホイ、ハナ、レッツゴー、ハナおいで、ハナ、ゴーゴーゴー。Nè, em cho anh cầm thử nè, anh dám cầm không? Dám. Nè. Miễn là nó không cắn anh. Nó không cắn. Rồi, tay này cầm nhẹ. Đúng rồi, đúng đi rồi, đi. Chặt rồi. Chặt rồi. Đi. Rồi, ok, đi, go. Yeah, catch up. Anh chỉ đi thôi. Đúng rồi. Nè. Kurma để yêu tô, kê truck. Ah, yêu truck. Truck には, wa 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 って行きますので、ビーって引っ張られますから、トラックが入ってきた時は短く持って止まった方がいいです。おお、すごいでしょ。ザバイ。うわーっていくから、ボーンって引っ張られちゃう。一日は2回食事をとります。うちの犬はそんなに食べません。ワンカップ、200グラムのワンカップ、 200cc カップ。ワンカップくらい、それを2回食べます。朝と夜と2回食べます。なあ、không nhiều, nhưng mà nó lớn nhanh đúng không? Cô ơi, cái lúc mà cô mua con chó này nó bao nhiêu tiền ạ? お値段はその犬舎って言って、ワンちゃんを出産させたお家で違います。で、大会で優勝しているワンちゃんと優勝しているワンちゃんの子供とか、そういう血統書上ですごくいいワンちゃん同士で結婚して生まれた子供はとても高い値段になります。平均するとまず20万くらいから30万くらいのところではないかなと思うんですけど、本当のお知り合い同士だと10万円くらいでっていう感じですね。không ngờ là nó sai, không ngờ nó tới kiểu 50 triệu xong rồi kiểu 60 triệu ấy. Không, nhưng mà thật ra đây là một giống chó này mà em nghĩ mua về cũng đáng tiền hết nhờ. Anh không đừng em... hỏi anh chuyện đấy. Nếu như mà sau này em có nhu cầu em sẽ mua một con. Ủa, vậy thực có bao giờ mà mình kiểu mình thả cho nó chạy rong chơi, kiểu cho nó thoải thích, cho nó thoải mái không ạ? Akita inu wa このリードっていうんですけど、これを外すのはダメ。日本国内も絶対ダメな犬です。で、今はほとんどのワンちゃんが、日本の法律で犬はリードを離しては飼われないことになってるんだけど、
特に大型犬なので、自由に走らせるということはできないです。だいたいこうドッグランのように囲みがしてあればその中で走らせるということはしたことがあるんですけど、なかなかないですね。Let's go。OKですか？はい。なおちゃん。Hana chan, Hana, Hana, go go go, Hana, Lina, go 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 go. Mọi người thích đi chơi lắm mà. Hana, Hana. Thực sự kì. Em không biết được. Hai. Dạ. Ác cực nà rồi nè, cô ấy thế. À. Mùi chỉ tắc nay thì hát mà lên đi. Yeah. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một buổi để trải nghiệm và nói về Akita cũng như là được những trái Akita. Thì vui đấy. Vui. Anh Guino cũng có thể là sau ngày hôm nay anh Guino sẽ bỏ đi cái nỗi sợ này. Vậy thì chương trình của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Yeah. Nhưng mà mọi người cảm thấy thích cho Akita đó á thì hãy đi sang Nhật để có thể nhận cho Akita nha. Chương trình du lịch kỳ thú đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào dịp sau nha. Bye bye. Bye. Peace. Bây giờ chơi với chó đây. Akita. Không chơi với Guino nữa. Hành trình ngày hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đó. Sẽ còn rất nhiều trải nghiệm thú vị và mới lạ đang chờ đón Việt Thi và Winner. Để biết đó là những trải nghiệm gì thì hãy cùng Việt Thi và Winner đón xem vào thứ năm tuần sau lúc 22:45 trên HTV7 nhé. If you never go, hit the road, the sky.